Xin chào các bạn, hôm nay tôi có một cái chương trình dạy bơi đặc biệt cho một em bé chưa từng biết bơi mà mặc cái đuôi cá vô là biết bơi. Và bạn ấy muốn học bơi trở thành người cá chuyên nghiệp của thế giới. Trở thành người cá chuyên nghiệp của thế giới là tối ngày lên đó đó bay đi nước này nước kia biểu diễn á. Chịu không? Thì cái trường hợp bạn ấy tôi chưa bao giờ thấy, bởi vì mấy bạn đều phải biết bơi rồi mới học bơi để trở thành người cá. Nhưng mà bạn này chưa từng biết bơi mà mặc đuôi cá vô là biết bơi. Ngộ như vậy. Nên bây giờ tôi sẽ có một cái chương trình dạy bơi đặc biệt để cấp bằng quốc tế cho bạn ấy. Nghĩa là bây giờ bạn ấy cũng phải tập khởi động bài bản giống như mấy bạn học người cá lần đầu tiên. Thì có hai bài khởi động dành cho người cá và hai bài khởi động dành cho học bơi. Thì bây giờ em học hết 4 bài luôn đi ha. Ok. Rồi, bài đầu tiên là em nâng gót chân lên, em hít hơi vào, rồi hít hơi vào cho rồi xoay cổ tay cổ chân, rồi nâng chân này lên, hả miệng ra hít hơi vào, xoay cổ tay cổ chân 1 2 3. Hạ chân xuống thở ra xong rồi đổi qua chân này, làm như vậy 10 lần. Nhớ nha, hít hơi vào, nín thở lại, xoay cổ tay cổ chân 3 lần nha. Làm như vậy 10 lần cho tôi ôn. Đó là bài tập khởi động cho mấy bạn mà chưa từng biết bơi, học bơi. Em khởi động đi, làm nóng khớp. Rồi hạ xuống. Hôm nay là tôi dạy bơi cho bạn này là bạn thần đồng. Rồi hồi tôi xuống cho bạn ấy bơi thử coi sao. Rồi bạn bơi sai kiểu gì thì tôi sẽ sửa lại để cho bạn ấy bơi người cá luôn. Thì với những cái trường hợp đặc biệt này á thì tôi cũng nhận. Nhưng mà bạn ấy không cần học bơi mà chuyển qua học thành người cá, nên phải học kỹ hơn một chút. Để đúng rồi. Nhớ nha, làm như vậy 10 lần nha. Rồi bài tập tiếp theo là em làm nóng các cơ. Hồi nãy là làm nóng khớp rồi, bây giờ làm nóng cơ thì em ngồi xuống giống như Tiun. Ngồi xuống đi em. Rồi hai cái tay của em chống xuống đây như vậy. Rồi nâng chân lên, hít hơi vào 1 2 3 4 5. Hạ chân xuống, thở ra bằng mũi, đặt chân xuống nhẹ thôi nha. Nha. Rồi. Đó, hai bài tập khởi động cho em. Về nhà mỗi buổi sáng em nhớ tập mấy bài tập khởi động này nha. Cho nó nhớ bài thôi chứ không gì hết. Đây là bài làm nóng cơ, làm nóng cơ đùi của em, làm nóng cơ bắp chân của em, với làm nóng cơ bụng của em nữa. Rồi, 10 lần như vậy nha. Lần sau mà Tiun đến trễ thì em tập như vậy, khởi động đúng nha, rồi xuống nước. Rồi bây giờ tiếp theo em làm động tác giống như Tiun. Thank you.
Vậy là em không cần phải tập bơi ếch, tập bơi sải, tập bơi bướm gì hết, em tập bơi cá luôn. Sau khi tập 4 bài thể dục dành cho học bơi và người cá, giờ đến tập bài khởi động dưới nước với đuôi cá. Các bạn ở xa xem Tiun hướng dẫn kỹ, để chỉ cần có đuôi cá là có thể tự học bơi online ở nhà được. Còn muốn cấp bằng quốc tế thì đến câu lạc bộ người cá Tiun, dành ra 1 ngày hoặc 6 tiếng đồng hồ để training và thi lấy bằng do Hiệp hội Bơi Lặn Biển ở Mỹ chứng nhận. Bài tập khởi động dành cho em. Ngồi lên. Bây giờ em nâng chân lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi em hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Tốt. Tốt lắm, nâng chân lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Hạ chân xuống, thở nhẹ ra bằng mũi. Đúng rồi. Tạo được hai lốc xoáy luôn hả? Giỏi quá vậy. Bài tập tiếp theo của người cá level 1 phải tập. Rồi. Rồi, đưa người ra. Nha, bài tập này nha. Đeo mắt kính vô cái. Em lấy tay đeo mắt kính. Kính này cùi mía mà sao đeo mắt kính cùi mía anh chị? Chắc phải mua mắt kính giống như mấy bạn tập luôn đi cho nó chuẩn. Rồi hả miệng ra, hít hơi vào. Úp mặt xuống. Duỗi thẳng người ra lại. Đếm 1, 2, 3. Thở ra bằng mũi. Thở bong bóng lên. Rồi kéo lại, ngẩng mặt lên, hả miệng ra. Hít hơi vào nha. Rồi làm lại. 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo lại, ngẩng mặt lên, hạ miệng ra, hít hơi vào. Đó, em thấy không? Khi mà em hít hơi vào là tự cái đuôi của em, cái phần chân của em nó sẽ nổi lên. Bây giờ nè, em nâng người lên, em hít hơi vào, em nín thở lại, em nổi người lên. Xong rồi em lắc nhẹ đuôi, cái đuôi em nghe một thứ là em lắc nhẹ một cái. Rồi em đếm 1, 2, 3, em thở ra bằng mũi nha. Bắt đầu. Cho bạn mượn cái mắt kính. Dạ, cảm ơn chị. Ồ, cảm ơn. Hai bạn đã đến nè. Đào vô nha. Úp vào, úp mặt xuống. Ngỡ người lên, rồi lắc nhẹ đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi. Thở ra bằng mũi rồi kéo lại. Ngẩng mặt lên, hạ miệng ra. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Ngỡ người rồi đó, lắc nhẹ đuôi. 1, 2, 3. Kéo người lên, hạ ra, hít hơi vào. Thở mũi ra. Rồi, ba chị em sẽ bơi đều với nhau nha. Mấy em hít hơi sâu vô để nổi người lên nha. Rồi lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi. Đây, đây là ba bạn người cá level 1. Bây giờ ba bạn này là chị của em. Chào chị đi. Chào em. Chị em luôn á. Em mới là người cá sơ sinh 1 tuổi à. Đúng rồi, tại em tính sao? Em biến hình thành người cá trễ. Tóc ra, hút xuống, mở người lên. Bắt nhẹ đuôi một cái. Rồi thở ra bằng mũi. 1, 2, 3 thở ra mũi rồi kéo lại ngửa lên, hạ miệng ra. Hít hơi vào rồi úp mặt xuống lại. Rồi em làm như vậy 5 lần. 1, 2, 3. Bơi đều chứ. Bây giờ em tập bơi cơ bản của người cá. Bài đầu tiên á, là em phải bơi nổi trên mặt nước chứ chưa có lặn xuống nước, hiểu không? Nên nổi trên mặt nước á, ta hai tay của em lúc nào cũng phải thẳng ra, tay lúc nào cũng phải giơ cao ngang mặt nước. Chứ thí dụ em mà tay em bị chìm xuống thì em cũng phải nâng cái tay lên ngang mặt nước, hiểu không? Đó, hai tay lúc nào cũng khép sát lại như thế này. Rồi, em là chưa biết bơi gì đúng không?
Bây giờ anh chỉ cho em cái tay bơi kiểu người cá nha. Tay bơi kiểu người cá giống như là bơi ếch gì đó. Nè, kéo tay qua nè. Nè, đứng xích ra ngoài đây. Nè, thả miệng ra, hít hơi vào nè. Rồi ngậm miệng lại. Rồi, đếm 1, 2, 3, thở mũi ra. Rồi kéo tay qua là thả miệng ra. Kéo tay qua thả miệng ra. Ngẩng mặt lên thả miệng ra, hít hơi vào. Hít hơi vào chứ không có thở ra nha. Hít vô rồi nín thở lại. Rồi, kéo tay qua, thả miệng ra. Rồi ngậm miệng lại, nín thở, úp mặt xuống. Úp mặt xuống nước. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay, ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên thả miệng ra. Hít hơi vào. Rồi úp mặt xuống, tay về trước ngực rồi úp mặt xuống, giữ thẳng tay ra phía trước. Đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Rồi kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào. Úp mặt xuống, thở ra bằng mũi. Tay đưa thẳng ra phía trước, là úp mặt xuống. Nín thở, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, kéo tay, thả miệng ra, hít hơi vào. Nhớ không? Cái tay em mà kéo qua hai bên là cái miệng em thả ra nha, để hít hơi vào nha. Rồi tay em đụng chặt lại với nhau như vậy. Rồi em cúi mặt xuống nín thở lại nha. Rồi em nhớ chưa? Điên à? Hít hơi vào. Đúng, anh là người cá tiôn đây. Người cá tiôn rất vui gặp các em nha. Rồi lại đây bắt chân với tiôn. Bắt chân. Mấy em bơi đi, anh đang hướng dẫn bà này thành người cá. Hẹn gặp lại cho mấy em trên YouTube của Tion nha. Em nhớ câu này nha. Nè, 1, 2, 3, thở hơi ra. Kéo tay qua. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi bắt đầu làm lại nè. Hít hơi vào, nâng tay lên. Hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra. Hít hơi vào, úp mặt xuống. 1, 2, 3, thở mũi ra. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Nha, rồi nhớ nha. Cái trường hợp bạn này thật là khó quá các bạn ơi. Không biết sao mà bạn ấy đeo đuôi cá vô bạn ấy bơi người cá được luôn. Mà bây giờ cái tay bạn ấy tập chưa đúng nữa. Bởi vì bạn ấy chưa biết bơi mà đã biết thành người cá. Nên giờ bạn ấy phải tập bơi cái tay cho nó đúng rồi đã. Tay người cá làm sao? Nâng tay lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Đếm 1, 2, 3, thở mũi ra. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Rồi, tập nha. Hít thở cho đúng nha. Hồi tôi quay lại với em. Bây giờ em tập tiếp cho anh coi. Hít hơi vào thật sâu, úp mặt xuống, nổi người lên. Đeo mắt kính vào nào. Nổi người lên, nổi cái đuôi lên, rồi lắc nhẹ đuôi. Kéo tay qua, ngẩng mặt lên, thả miệng ra, hít hơi vào nha. Rồi úp mặt xuống lại nha. Làm như vậy đi em. Hít hơi vào. Chân. Thở mũi ra. Kéo tay qua. Thở ra, hít hơi vào, úp mặt xuống. Quá giỏi, đúng là thần đồng người cá rồi các bạn ơi. Không cần biết bơi mà bơi là được. Ghê quá à. Chắc kiếp trước em là kình ngư yết kiều quá. Dạ. Anh hùng dân tộc yết kiều nhập em hả? Em là yết kiều tái sinh hả? Dạ. Làm gì không học bơi mà biết bơi ghê vậy, bơi người cá luôn. Giỏi đó, cố gắng phát huy nha. Anh thích em rồi đó. Đừng để tôi thất vọng nha. Nâng tay lên, hít hơi vào, úp mặt xuống. Nổi chân lên. Đếm 1, 2. Nổi chân lên chưa? Rồi lắc nhẹ đuôi. Đếm 1, 2, 3, thở mũi ra. Kéo tay qua. Hít hơi vào, úp mặt xuống. Giỏi lắm. Rồi cứ vậy phát huy, tập đi. Nhớ khép sát mấy ngón tay lại nha. Người cá nhớ khép lại để kéo nước có lực. Kéo và đẩy nước có lực. Ok. 1, 2, 3, thả miệng ra, đúng rồi. Thả miệng ra. Làm lại. Thả miệng ra, hít hơi sau. Rồi hít hơi vào sau, nổi người lên lại. Hít hơi vào sau, nổi người lên lại. Để nổi người lên mới kéo tay. Nổi người lên đã. Rồi 1, 2, 3, thả miệng ra. Làm lại. Em bị lúng túng rồi. Nhớ nhau. Hít hơi vào bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước 10 lần cho nó khỏe. Rồi tiếp. Rồi nhúng lên nhúng xuống. Hít hơi vào bằng miệng, thở ra bằng mũi dưới nước.
đúng rồi. Làm tiếp. Thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, thở ra bằng mũi. Thở ra bằng mũi. Rồi thả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, thở ra bằng mũi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Quay lại từ đây vô trong kia ha. Rồi xuất ra đây. Nhớ nha, hít hơi vô thật nhiều để nổi người lên nha. Kéo tay thiệt mạnh, kéo tay qua, nhấn nước xuống thật mạnh để đủ sức mà ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào thật sâu. 1, 2, 3, nổi người lên đã. Nổi người lên. Rồi lắc nhẹ đuôi. Rồi thở ra bằng mũi, kéo tay qua, ngẩng mặt, hả miệng ra, hít hơi vào. Úp mặt xuống, duỗi thẳng người ra, nổi người lên. Đúng rồi, thở ra bằng mũi, kéo tay qua. Đúng rồi, giỏi lắm. Người cá thần đồng là phải vậy đó. Đúng rồi.